Alo anh em, thì có một số bạn nhắn tin cho thầy nói là thầy ơi làm giùm em cái mẹo cấm 1 vượt 3 xem học ở trên mạng mà em làm sai. Sai là do các bạn không biết được nguyên tắc. Nha, nguyên tắc cơ bản nhất để áp dụng được cái mẹo cấm 1 vượt 3 là các bạn phải nhìn trên hình. Cái câu đó nó có xuất hiện xe hai bánh và xe ô tô con thì chúng ta mới áp dụng được cái mẹo cấm 1 vượt 3. Còn không có hai xe đó chúng ta không áp dụng được. Ví dụ như câu này nó có xe ô tô con nhưng nó không có xe hai bánh, như vậy câu này chúng ta áp dụng mẹo cấm thì đánh một là coi như chúng ta đi núi cấm chơi luôn ha. Nè thầy đánh thử cho anh em xem là thấy chưa, đó nè, cấm đánh một là chật lắm, thấy chưa, đó là cấm 1 vượt 3, câu này không áp dụng được. Rồi câu này chúng ta thấy xe hai bánh nhưng chúng ta không thấy xe ô tô con thì ở đây nó cũng có chữ cấm, chúng ta mà đánh một là chúng ta đi núi cấm lần thứ hai. Không bao giờ sai được đâu anh em, thấy chưa, sai bé. Lời thầy nói không bao giờ sai được. Rồi nhớ không áp dụng được luôn. Rồi câu này chúng ta thấy xe hai bánh, chúng ta thấy xe ô tô con, câu này áp dụng được nè. Cấm chúng ta đánh một là chính xác 100%, không có cái gì khó, có để thầy lo nè, khó thì thầy gì lo. Rồi ở đây xe hai bánh có, xe ô tô có, chúng ta thấy chưa được, chúng ta đánh 3. Không bao giờ sai của các bạn câu nào cả, nếu sai quay lại chửi thầy, đúng thì đánh, sai thì chửi. Rồi ở đây xe hai bánh có, xe ô tô con có, thấy chữ cấm chúng ta đánh một, chính xác, không có đường nào chặt được nữa rồi, muốn sai cũng hơi khó. Thấy xe hai bánh, thấy xe ô tô con, chúng ta thấy chữ được, chúng ta đánh 3, như vậy không bao giờ đi sai, đúng chưa? Anh em thấy hay và hữu ích, anh em nhớ thả tim và xem hết video, anh em chia sẻ like giúp cho thầy. Những cái câu nào khó anh em cứ để lại comment bên dưới, thầy sẽ giải đáp cho các bạn. Kênh thầy Nhi dạy lái xe chuyên giải đáp mọi thắc mắc về những cái mẹo khó nhất, thầy sẽ làm cho thành đơn giản nhất. Đó là nhờ hai cái đôi bạn cùng tiếng này, đúng chưa? Các bạn nào muốn thi nhanh thi dễ thì sở hữu hai đôi bạn cùng tiếng này. Mà để sở hữu được hai đôi bạn cùng tiếng này, ý của thầy các bạn sẽ thấy được chiếc dép lào. Rồi các bạn bấm giùm thầy nguyên cái hàng đầu tiên, chữ K các bạn chỉ cần chuyển đổi thành số 0 ha. Các bạn bấm nguyên hàng đầu tiên, rồi các bạn nhìn cái hàng cuối cùng ở dưới, nó có ghi những con số bí ẩn nữa, là các bạn phải bấm thêm nữa nó mới đủ. Tại cái hàng đầu tiên có 7 số mà, hàng cuối cùng dưới 3 số nó mới đủ. Các bạn bấm đủ số thì các bạn sẽ tìm được số giúp lào của thầy. Anh em inbox vào đó cho thầy nha.